Hello, xin chào 500 anh em quay trở lại channel của mình. Thì hôm nay đi đánh lục anh em xem nhé. Thời tiết này rất là dầm mát. Đó. Thì em vẫn sử dụng cái bảy mồi ủ chua các bác nhé. Đây, bảy mồi ủ chua của em đây. Đây các bác nhìn nhé, bảy mồi đánh không bao giờ món của em. Này này giới thiệu bác quả pháo mới. Sao? Các bác nhìn đẹp chưa? Pháo này em tự chế ngọn đấy. Đẹp chưa? Bầu 30 vào tự chế ngọn, màu hồng rất là đẹp. Rồi, đánh cá rồi các bác ơi. Pháo tự chế đẹp này mà. Bọn pháo tự chế đỏ hồng luôn đấy. Thank you.
phao, bên hàng. Đi phao, bên hàng. Đi phao, bên hàng. Chân cụ. Có luôn đấy. Nó không với chấm đen. Không, không, con này ít nhất phải 3 cân. Chưa lên hình. Chưa nhìn thấy. Hay vượt. Ôi chép vàng à. Chép. Kéo vào đây. Mắc vào đuôi sao ấy. Cũng vào rất chục đấy. Đóng đuôi khỏe đấy nhỉ. Đóng ở đâu? Đầu luôn. Đâu? Đâu đấy? Ừ, đóng đuôi, đóng đuôi. Đuôi, đuôi. Đóng đuôi khỏe. Đẹp. Chỉ nhìn thấy cái đuôi bé bé. Nó cứ bơi đi. Ôi, đóng vào giữa mình luôn ấy. Giữa mình nha. Con này. Đây nó lắng quá. Thế mà bé. Ôi, đóng chắc chưa? Đóng vào giữa người. Đóng. Đóng mồm luôn. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhé.